Hay nhôm trong cõi xuống bì ca để dân đặt xa xa lại xa mây mình tỉnh chật hay còn có bằng không ai thua một bờ cõi chỉ môi quạt để họ đôi chỉ ngày xa lại chân còn đặt xa bao sợ tức ở đây có bằng không ai tổ bật mê thôn ở thom rứa có bờ bà na để bạt xinh xinh tiết ai thua anh chàng cho rừng này cứ trao tay lũng bạ hai nhóm mà mình tha sưu tê hay thamà bơ tu chùa bộ bồn chẳng có thamà có bộ bạ đôi đặc nìa chỗ đây rừng năng văn thamà đã cầm nạp mùi tha rừng bà đầy bộ bồn sàn thungun ở đây mình nghe nhạc rêch bồn tu đo trời bà hiền lúc đây bất chỉ chọp hơi mình nghe xó lời để tha rụi khá luôn cứ trao tập tăng đối với sa mai sam quốc sầm đại nhai tha việt tăng việt tăng hay việc cầm rò cò cai để miên sầm mẹ sự thi sma khnì sầm mẹ say la sa la đôi khnì sầm mẹ cha kia cha lẹ bằng đôi khnì sầm mẹ pà nhà miên pà nhà vô trao đôi khnì nó vô mình nghe sao lại rương năng cứ bất chỉ rương mình nghe chỉ rương này rương thầm mẹ rương tàu tệ rương đại bị khốc lột nâng đại nâu không song xa rồi vọt nâng rương nâng hỏi mên rương lên lên để thầm mà dầm đại anh thua thành chết thành cho nâng vừa chết thả bà nâng bà nâng rương nâng bệnh và thả về rương tăng rương vừa mên rương sử dụng chùm non nâng vừa mên chùm non thu chùm non nâng vừa tăng nè chòng bỏ thế bà vừa chọp chiêng rực xây mà đối tiện chẳng xâm khăn nhôm trao đăng thay nhôm nâu không chùm non hời chẳng nế mình mên đô chỉ nẹ thò mà đá nhôm cùng bà riêp đâm bay cùng ai việc cà ca chư chật tỏ chật khăn phê dương cùng bà riêp chỉ mũi nẹ đợt tây để sản nọc chiên dương để sửa chiên dương nẹ khác cà tục ấy chờ chờ nâng mong bì mình bàn vô côn tùm lại thay dương năng miên ở vậy đây là ô bà xa nông chỉ vật nó chỉ là bà riêng mùi này đợt tây kì miên xả rây phim trên chứ cả tớ chế cá cua có độc có đô rùm chua chật đợt miên phía sát ông lê mùi kinh dây thà I felt sorry for myself because I had no shoes until I meet a man who has no feet nhóm thợ miền làm thà anh đặt khuôn anh khang á, bị phụ thuộc cái nhóm mình thợ miền bảy trường bẹ nâng kề, này kề cục này sao để miền bảy trường bẹ, đặt nhóm ăn miền bảy trường bẹ, nhóm ăn chặt na, nhóm cũng sọt na, anh chàng á, rồi hốt đau là ngày mới nhóm chua bờ ra mà nẹt để ở trường từng pì, đau thì chua kề ở trường từng pì tự đăng thà dương còn thể ớt bởi chướng miền tư xây cầm sọt đụi nè ớt chướng khi nâu tay nhìn nhầm bán hay dương còn thể ớt bởi chướng bẻ nâng rương ấy nhìn nhầm mình cạo nâng dương ai priếp chùm môi nâng nẹ nát đai lùm bạ chương dương mình tịch tới dương nâng đăng thảo dương nâu khoản bà để đốt nhôm chăng là lỡ miền tư xây hoa thà cột khả năng mình pinh chất rương nâng môi bởi rương ấy đợt tây tiết miền mà nó chỉ ra dạp đụng tục lùm bạ chương dương thuê vấy trơ thuê đôi xung xăm xung xăm rồi nhôm nó không chìm non nó cứ chìm non cả lưng yến đại rơ kháng về rớp á, trật đằng, bị chong sải trật sải thnòm thnòm, trật sải nâng bận tịnh mà đong bận tịnh mà đong, đôi chia bịa cha này dây thà, lâu vi cầm bọ bóng lâu trăng cầm đào hòn, lâu vi cầm bọ bóng nâng vi như mình vi về đấy, cứ vi mình trăng thlu cứ chìa phá đại miên tếp cổ xa ca chân này vật đất ục bài đâm bay tựa đo chùm nội nâng và tìa hòa thà phá lưu trống với cửa thân á chân dịch đào phá lưu viên viên nâng mình viên viên của họ thế viên mình tựa đo nâng thế viên tựa đo chân viên cả đó ở tựa đo viên mình của họ thế vì bố bùm nón tựa đo và vì vế nó cứ thà vi thấy ở tựa nâng đi thà muối thà pí tha tập mùi bấy tha tập pì anh nắng vi chả vi chả ắt tập đờ riêng cái đàn pleu viên đại chỉ pleu viên nó cái tai ô bài xâm nhập đo sải anh nắng kia mình hay thà pleu
cần của họ thế còn tại chỉ cả độ kia đâm bay pra vị thị xã huỳnh nhé sâm khánh cứ can để dây khnì nhom đây bộ quần ruộng nâu riêm ruộng tịch tịch cài hay chặt nâng quê trâu khnì nó quê bà bả nâng quê trâu miền tây dây khnì đấy vì cô tệ ai này dây khnì ban hay dây khnì nó cùng dây pê khăng dây pê để ắt khăng sầm rọp sầm rùa sầm bông lái trợ đa tu dân ôi lọ chiêng môn tiếp ruộng ruộng pi môn máu nhom bạn đại can sờ là tiệt hòn chiêng hay sao đây nhom tôi can sờ liếm phù chẹt là liếm nhôm trâu liệt bằng càng nghĩ khá thì họ thà có ọt đắng ấy. Ngày xa lấy quạt bạc nhôm ọt bán nhôm thà ôi quạt từ tiệt nịch đằng bạp đằng ấy ngày đi anh chê anh cho sẽ đầy ôi quạt chứ ngay quạt khẳng quạt mình dồn rương nắng mau bị mình dồn chân môn đầm bông một tia họ đôi chỉ ca xong xa lấy chân dân dễ khi ta nhôm trẻ thà nhôm cực xong ăn ở nhà bụng về ai nhà xa xa lại chẳng hay chân chó nó tham ăn đại miền phố nó mà là vậy cái này tao mà thợ như nhôm tham ăn vậy còn đá to cái này đấy sầm khăn cứ như vậy cái này hay như vậy còn vậy bị khăn chầm vậy đấy bị ọt khăn dân thừa vậy ở cột bên chặt chân tới hay xong dây xong một ca nhôm xong rồi xa xa lên chạy bàn tay bụng về sẽ lấy bụng về anh tê và ao của nhom là xa bầm ao nhom bầm hiện nay cứ ao ở tiệp hiệp quan nhà sầm rạch thế này dương cùng ăn che cùng ăn sắp thôi vô là đi vào bám trên cho tôi vào đau quạt liếm là nâng tôi về một buổi tê nãy mai về nâng chân còn nâng cho và con tư của ông cà đây cam vịt thi vinh đây ao hai sầm nụ tiệp pi vì nâng miền pi sầm nô mui môn pe đài phan đầy vì nia ta vì nhiên sạt lộc nâng từ nơi na môn phan đầy cao đầy trắng bộ phan đầy che cao che cao lê cao chẳng này pe tha vì nhiên từ nơi na nâng vì nhiên ăn miền từ nơi na cao pi pan giặc hàn nâng tên á ăn miền đại từ xa từ nơi na tụi bây giờ dân ấy lâu nít đại bị phai đây mình toàn che mình toàn vì nén có nên vì nhiên nó từng đại nơi nè cái đầu bị khăn riêng cài được bỏ sạt lộ đại vì lên tại bộ phụ à ru bộ prom bây giờ tới để tăng nơi khăn ngầm này chiên vẫn tụm nôn chỉ nhiệt nhôm trong xu thà ta sạt lộ nâng nơi tì nè tì ở đây được bỏ sạt lộ nơi tì nè bộ phai đây che ở hơi vậy em trong xu vẫn trắng đấy bên à vì tụm lọp chọp máu thật là ngọp tới một miền bình yên miền bình lưng ấy tài là tạo lấy dân tất cả đấy với chỉ bia đấy mình cua para thì nơi khôn ông cặp và cả tha này dây âm pi ca vị water này cặp và nắng tiệp con rương sa sơn à đây nơi pe đài môn pan đây che para hai chia bờ màn mùi sàn chân nằm miền tây và đa màu sậy rung buông tu tiền sực còn lộc thà mình du phần man phần đây ní nâng che rồi linh trâu rồi lê bạc bì lộc ní đào tai bậc cả vì đường thà phần đây trâu che rồi lột rồi lê ở chân tới mà nút ở sự đây sừng khâm thà dương nâng ở cần lại nở dương nâng ở gần này nè nâng mình nuốt hệ chia ra có vận tải chấm po mình nuốt mà bạn tiết có bảo mệt viêm mình đai viêm mình đai của tôi chỉnh chẳng men cả đói chứ tôi che tôi ngó với cho bay từ miền mình nuốt chẳng đại tụ bay cho tê và đa một sợi chẳng cả đói vấn đề mình nuốt chỉ chia ra nâng miền dịch đấy sừng về chứ không thơ tiền không để xa xa không chấm ran chết vậy tử cứ mình sâu bà mà tệ thôi bọn thôi tiên tất cả tê vật đá lưu bộ tê vật đá này dễ đọc nha thảo xông bay tê than tê vật đá con đừng trâu trẻ đá chạp chạp này hơi chẳng có không chùm ra ơn có sao là thô to từ tiệt rồi hồ tự đá than bà rung chôn cọng nó có trẻ đấy chẳng tứ
ติดดังต่อต่อเนี่ยตั้งใจจะจำรานกุศลต่อต่อต่อโรหะจำรานเชียนบ้านตึกกะพรุ่มจอนเลยตึกนั่งต้นนั่งตรงอ้อตึกพรุ่มถนัดเลยตรงอ้อมันได้มาแปะตีดได้เมียนไม่ชาตึกเถะเนาะได้มันชื่อทาเมียนกับนาทำไมไอ้จังตึกก็ผมมาปิงคลุยปิงตีแทบเอาไปกุ้งแต่แช่แต่ได้ยังสบายไอ้ก็สบายอะฮาวิตึกเถอะไอ้เถอะฮาวิตึกตอนชีวิตเนื้อเราเติร์ดเปลาเติร์ดหนูเติร์ดเชื่อเติร์ดเชื่อเติร์ดเชื่อเติร์ดรีไอปุ๊กสัตว์เปลาสัตว์ได้ที่ชานคลานนั่งได้เมียนเซซอลพอลแคมติตุ้ยก็มุกการจิมนุกพลัดโดตุสกเตะโดยฉราดปันแต่เมียนปุ่นนี่จะแต่ไม่ชาติแทะนั่งได้มันชื่อบนบาปตัวแต่ซอนั่งเติร์ดมุ้ยได้เติร์ดหนูคราวฉะกวาลหรอเฮลท่าอันตระโลกันดอโลกะนั่งอันดออันตรานะในจันทร์ล่ะในโลกได้เปรียจันประหัตติดังจังระสมัยมันดอเลยหลายนั้นคือนรกอัดกระดาษได้คือนรกมหาตะเจได้มันเมียนปันดูประหัตติดสมบัยแต่มันติดสมบัยแทนนรกปลายได้สอบกรุบเดินนั่งก็ตระเช่าได้เนื้อเปย์ได้แผ่นได้ปีพบโลกในเช่จังสัตว์นั่งเนื้อเปย์ได้อ๋อปีพบแผ่นได้นี่เนื้อเตะกะเนื้อเตะตึกเตะเตนั่งตัวปีพลอยนั่งไอ้ตัวพร้อมหายนั่งตัวโลกก่อนดอนรู้นรู้ดับผมไปหรือดาวหรือก็คุณนั่งกูมวยมวยมารวยหรือดาวเชียงนั่งก็ตระเช่าหรือเลยอ๋อปันไตปุ่นรู้นั่งนาการสร้างมาตลอดมามนุษย์จำบาไม่บนเรื่องตัวเลอตัวไอ้คลาตินนั่งแต่การกระมินมิชาตัวแทะการอัตมนก็ตัวโลกอนตระนรู้ตัวปีเพลานังไงนี่ยังตัวเวนช่างไงต่อติดคือระบีบช่างนะเฮ้ยฉันหลอกได้อัตเมียนแผ่นได้นั่งอยู่สมานังไงอยู่แผ่นได้เมียนมนุษย์รู้ได้นะเราหดออกกาอยู่ตะบันเพียงเจติเพียงจราลังจราลังลนเลอมหาสากลนั่งกมเบนกมนอกมนาจีบกบกมอปปุตึกนั่งเวกเกาะตึกจีกมอมาดองติงดองติงดองติงเตอร์นี่กมนอกอกะแผ่นใดอ่ะมันในใจไอจราอันต่อตัวเตี๋ยเตะปนมันใจใจติดจีจ้ะเราหดดอกเกาะตัวจีบเตียงทมแดดนั่นเลยแผ่นตึกหนึ่งเกียงตื้อกระตื้อเป็นน้ำตมบงไหลไปมีรูจีดไปเอ็มนั่นเลยแผ่นตึกหนึ่งปุ่มพรมหนึ่งได้หอกหาปีมดเมาส์มันตอนเมียนกาบริโภคอาหารดอยอันดาเต้บีประปุ่มพรมหนึ่งอัดเมียนชิวหาวิญญาณเต้รูนเอ็ดดอยอันนาเชียนแต่ปนน์ปนแต่ดอลระเบิดโดยจะการระเบิดโดยจะดาวเปย์ไปเลี้ยงบนไอ้พ้องเจตหอกตอนนี้ตอนนั้นเคยกับมอแผ่นใดนั่งก่อจอดเลยนึงก็โยกับมอแผ่นใดนั่งมาพลุแสมือหมดหลุดดักนองหมดแล้วก็เมียนดังรูจีดก็น้อมเรียนสี่จบตั้งจะรอนเรียงกายนั่งก็ไปจับดามดาจีรบีบสัตเดมียนสัตเชียนทอมดาจึงตั้งออกไปลือไอ้หอกได้รู้นั่งนั่งเถอะนั่งตะบงลายสมัยแผ่นใดมุ้ยนั่นคือยังไงเมนตะแผ่นใดนี่ถ้าแผ่นใดมุนรบสองใครแผ่นใดหายนั่นก็เต็มยังไงระเบียบแต่มุ้ยนั่นไงยังศึกษาปีการประกาศนั่นเติบกัดบรรทอยจมเนื้อได้ชื่อธนานามาประกาศแผ่นใดนั่นไงนะวิจิกาเวลเตอร์ในธรรมเจียบยังไอ้มาเรื่องไอ้กรุ๊ปเคลียร์ตะดาวมาประกาศแผ่นใดนั่นพวกเจ้าแผ่นใดมุนนั่นเป็นนายประกาศจ้ะแผ่นตึกแผ่นใดบีมนมาเนาะได้เลยอ่ะเนาะให้ออกแผ่นใดนี่เตี๋ยตึกนู้แผ่นใดจะได้ต่อตัวเตี๋ยรับอสังไขแผ่นใดที่มันแช่ออกได้พบโลกนั่นคืออินเชียงไออยู่เตอร์มันโน่การแต่บริโภคกมอแผ่นใดนั่งให้ตัวนาเลยรู้นู้นั่งเตอร์อยู่แผ่นใดนั่งก็ไปเลยไปเอ็มเลยไอเตอร์ก็ดอเราสัตว์ไล่ไอ้ยูกับวัวไอ้นั่งได้เรียบรอบในขนมการปกติานั่นเป็นน่ะกลอยมอมนุษย์การแต่เมียนเพียบละโมบลบล้วนมันเจ๊กรุบตุบบอดิโพกนั่งเจ๊แต่กับเจ๊แต่
bà một vô tục chill từ rồi tiết nó cả cả chill này, hay là một lộp luôn đó. Đàm rục chiết thằng ớt nâng có lên đọc lên ấy đó có một cái chữ ca đàm đọc vì nó mà dù dù tư chùm nông ca khăn cao đấy vì miền thơm mặt đá mà nó prai phết à prum nâng vì môn ảnh miền phết đấy chẳng là nà tư prum môn tư prum chứ sấy màu sấy vì nà nà môn tư prum chứ bróc màu bróc vì prai phết nà phết nâng mà tiền miền ấy xì lịa bị ấy chết chùm ấy thế hay kể chứ chắc ngon lắm mấy cô khó khăn ở chó hạc lạc xa chắc so là khá sạch khoa hả chó dù dù là bực có vô tư xa mơ ấy chân tư có cao tùm rệt rệt tạ ảo chân tức có nông nếu bởi rệt bẹc viên bẹc cả vấn đề miền nó không chân nông nó có mà nụ chỉ chán miền ca sọc bơ mà bơ bẹp nâng có vô đông đây đông ấy cục của về nhé chân bơ mình chạy yên khám à có cao tất cả thư bật tẹp nó mà bằng bật nó đầm bay thôi chân đó đầm bay bật bật rương bật rương sợi nâng ai to 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 mau chờn hơi à, bà miền bê bì liên nâng xâm đáy mà chọc bì ruộng rương nâng bà nâng cho like yesterday we talk about attachment or ill will or hatred, it's always come up to our mind automatically. Yeah, without invitation. We never invite angriness, hatred or jealousy to our mind. Never. We never. But it's kind of mental illness. In Buddha's view, when we get angry, it means we have some problem with our mind. It's ill. That's why dosa translated into English as the word temper. Yeah, temper, but sometimes it is angry, or we use the word ill will. The technical word is ill will. Ill will, it make our mind get ill. And the question is why anger always happen. Yeah, like yesterday I said, it is the nature. You know, in this universal, there is no light. Without sun and moon, it's dark, very dark. It's nature. So, when the sun rises, the dark automatically go away. But when the sun gone, dark come up automatically without invitation. Like all defilement in our life, in our heart, it's contained since we were born. Ignorance, ill will, attachment, it come with our birth automatically. And what we need to develop is goodness or wisdom. It's like the fire, the light. Now, nowadays we go to work to earn money for pay the bill for electric fire. We never pay the bill for the darkness but for the light. See? It's like the light is like sati, mindfulness. Yes, yes, the light like wisdom or mindfulness. We have to build it up. Yeah. That's correct. People always build temper before the storm. នឹងអាស្មាព្យាយាមនិយាយមិញហ្នឹងគឺថាពេលយើងកើតមកហ្នឹងអាធាតអាក្រក់ហ្នឹងវាមកជាមួយកំណើតយើងមកអវិជ្ជាតណ្ហាបាទានឯហ្នឹងវាមកដូចពិភពលោកនេះអញ្ចឹងគឺថាភ្លាមមកបើអត់មានព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យវាល្ងឹតឯងអញ្ចឹងតែហ្មងដល់មានព្រះអាទិត្យរះឡើងមកវាភ្លឺអត់ព្រះអាទិត្យល្ងឹតវិញអាធម្មជាតិធម្មពិតវាល្ងឹតអញ្ចឹងឯងអាយជីវិតយើងដូចគ្នាដែរដែលយើងរាល់ថ្ងៃទៅរលុយរកាក់មកបងវាលភ្លើងមិនដែលមកបងលុយសម្រាប់ងឹតណាឲ្យទៅអត់ភ្លើងវាងឹតអញ្ចឹងអាដូចមីងសួរមិញមិនក៏អា anger ហ្នឹងវាចេះតែមកអញ្ចឹងថាមកវាមានស្រាប់តាំងពីកណើតអាហ្នឹងហ្នឹងវាមានស្រាប់ដូចពិភពលោកនេះវាគឺវាងឹតស្រាប់តាំងពីដើមអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងដល់មានពលឺព្រះអាទិត្យមានប្រច័ណ្ឌអីទៅបានវាបាត់ងឹតហ្នឹងអញ្ចឹងអារឿងដែលយើងនឹងអន្តរការហ្នឹងហ្នឹងអត់មានធ្វើទេដូចល្ងឹតមានណាធ្វើល្ងឹតអត់មានណាធ្វើប៉ិនបើភ្លើងយើងបើកើតហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹង
They smell yeah, like the grass. It always grow without planting. When we grow the vegetable like salad or cabbage, that we plant. Yeah, you plant on the ground. The grass come with with our vegetable, and sometimes the grass defeat our vegetable if we don't clean it. Our knowledge or our awareness or mindfulness is like our vegetable, yeah, that we should take care and grow it up. Yep. Yeah, yeah, that's right. Buddha said that he or she is a really wise man. It's not about how much they have education, how high education they have, but they can live in a proper life and see the reality of life. Even they haven't finished the school, they haven't got PhD or any certificate, but they can lead their life properly, not harm to other or themselves. They live peacefully and with right understanding. He or she is called wise person. Yeah. But the wise person that we call nowadays, they only refer to the one who finished education and get the PhD. But many PhD cause many problems, you know? Like the one who create the big weapon or poison or make war. Yeah, many of them get PhD. But in Buddha's view, they are not the wise men. Yeah. They cause the problem to the world. They're very bad. So the real wise man, Buddha referred to the one who have real wisdom. Yeah, wisdom to see the reality of life. Yeah. And we all can get that kind of wisdom by listening, by reading, by concentration, by cultivate our wisdom little by little. Yes. Did you have anything to share? Any more? I think it's like more than we have already the wisdom. For me, it's like I think we have already the wisdom inside. We just have to connect. If we do vipassana meditation and concentrate our mind, then we can see the true nature of reality. It's actually inside us, so we don't have to learn anything, like to study in books. It's inside us, we just have to know the way, and that's Buddha taught us how we can reach that. So I think it's the difference between what you're studying in the university or in books. It's knowledge from outside, but the real wisdom, the panya, it's inside you. So it's, I'm not sure if you see it like the same, but it's my understanding. Would you say it's like the same, or? Yes, you are right. You know, now people live in the modern world. They have lot of modern things like phone or television or anything, but people also get more stress. Why? Because they give up themselves. They find happiness outside. Yeah. They try to get happiness outside. They
forget themselves. But the way of Buddha, he teach us to connect to ourselves. In ourselves, in our body, all realities already have. We all have all reality. But what we lack is the practice to contemplate all reality that arising and falling away repeatedly in our life. Like when we see something or hear something, we always focus what people say and what people do, but we never focus on seeing or hearing that is happening right now. This is the way that Buddha taught. Even there are many kinds of picture or visible object, but we can know the visible object only by or through our eyes only. We cannot control all people, but we can control our eyes, right? When we hear something from people, there are many kinds of speech, bad or good, praise, admires, or insult. Yeah, there are many kinds, but we can control our hearing, our ears, but not other mouth. Yeah, millions of mouths talk to us, we cannot control. But we can control or observe our hearing. This is the way of Buddha. And at the end of the way, if we walk outside endless, we cannot find the end of the way. Today we have phone, but tomorrow they will create something more. Never end. Yeah, never end. Yeah. So everything is inside. All problem or happiness is arising inside. Yes, you are right. Thà con là dây miên dục bò khắc khắc đấy mềm mềm chia sầm nu đấy con thà nhưng sau thà vì muốn cả chân nón pré đi con miên khắc cái ban sầm lạch sau ta ấy miên chả hơn nè con khắc sầm lạch tao chia ở đây giờ một cơn tao chia sấy nhà kia hai sấy đó Vì vậy đó, vì tam dục kẹo sầm mày đai thuê bạch thà sẽ trả thố vì mình rơ sầm mày ấy. Cảm ơn sạch lột dưỡng vì rơ sầm mày. Sẽ trả thố vì rơ sầm mày ấy. Cảm ơn thế sạch lột rơ sầm mày. Ưu tiêu hóa đôi chi chùm non chùm nô chất bò mà nụ dương chăng. Mơ tầm một khỏi áo đăng à. Ê cha bồ ra nè lỡ mấy trâu khá nế mày nế. Chà bà rán, cột chô chật bà phê này, ai trâm trâu chô một lúc ấy chân tư. Ai cô bà giang bó cột ấy, mẹ bà đây mẹ bà bốn công nghệ bài khá nè đài. Đó lâu kê tùm nơ bà xông xịt khúc nè tớ, cả hai cột bài khá nè nhấn nhọp chân tư. Ai kì chô chật ấy xên chân tư. Dương mơ tình chê. Sở mai đại dương ọt tôn mẹ bà thọ tùm nơ bà rá, khu khá bà dương lươn à. Tiếc cực lên nhận nhôm cột lụa tray lụa co lụa ấy cột cực đằng cơ ba con ấy rộp đầy bấp khơi nhỉ phần đó bây giờ sầm mai chế hàm miên à calculator này à casio đó cho anh nó sửa đo từ cực anh ấy lên cả lúc ban miên à phone này tiếc căn từ dư nè viêm mà giang mà nhẹ tê
ព្រោះសម័យនោះវាអត់មានវត្ថុទំនើបមនុស្សពឹងលើការអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងណាសេចក្តីសុខរស់ខាងក្នុងណា develop wisdom ខាងក្នុងស្វែងរកសេចក្តីសុខខាងក្នុងដល់ឥឡូវនេះយើងផ្ញើសេចក្តីសុខនៅលើសម្ភារៈតែយើងកើតទុកច្រើនជាងមុនខ្វល់ច្រើនជាងមុនកិលេសច្រើនជាងមុនណាហ្នឹងហើយមើលតែរាងកាយយើងអញ្ចឹងដែរពីមុនតណាដើរតណារត់តណាជិះសេះអីហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវដល់យើងតណាជិះឡានតណាជិះយន្តហោះយូរយូរទៅក៏រេស្តូរ៉ាល់ឡើងតិចកាំងបេះដូងហ្មងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែសច្ចៈធម៌អត់ដែលប្រែប្រួលទេណាប្រែប្រួលតែការគិតរបស់សត្វលោកទេអញ្ចឹងហើយបានសម័យនោះគេនិយមសរសើរអ្នកមានគុណធម៌អញ្ចឹងបានមនុស្សចូលចិត្តបដិបត្តិល្អហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះគេអួតរឿងអីអួតរឿងមានអួតរឿងស្អាតរួចសម្ភារៈមលុយច្រើនទំនើបអញ្ចឹងសេចក្តីសុខវានៅក្រៅអីវាភ្លេចអភិវឌ្ឍខាងក្នុងនេះហ្នឹងហើយឃើញទេហ្នឹងហើយវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទបាទតែអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនមកឃ្លីបយ៉ាងខ្លីណា